Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Beautiful Car. Hôm nay tôi sẽ có một cái video báo giá chi tiết về dòng xe bán chạy nhất của nhà Santa Fe luôn. Đây là Santa Fe máy xăng bản thường. Thực ra nói là bán chạy nhất thôi, chứ còn nó gần như là 1910 so với phiên bản Santa Fe máy dầu bản thường. Santa Fe này có 6 phiên bản, bao gồm bản thường, bản đặc biệt và bản cao cấp Premium. Cũng như là tôi đã chia sẻ ở thời điểm mà mẫu xe này ra mắt cách đây mấy tháng ấy, là tôi nghĩ là bản thường sẽ là bản bán tốt nhất, bởi vì nó nâng cấp rất nhiều, trong khi đó giá nó rất là hợp lý. Như chiếc xe này thì đang được niêm yết giá bán là 1 tỷ 030 triệu, và giá đó chỉ là giá niêm yết thôi. Nếu mà anh em muốn lăn bánh ấy, thì mình sẽ phải nộp thuế trước bạ. Nó sẽ chiếm khoảng 5-6% giá trị xe, tùy thuộc vào mình ở Hà Nội hay ở các tỉnh. Ví dụ như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và đâu đó khoảng 6-7 tỉnh gì đấy thì đang áp dụng mức thuế là 6% sau khi đã được hỗ trợ 50% rồi. Tất cả các tỉnh thành khác thì sẽ áp dụng mức thuế là 5% trước bạ, cộng với tiền biển số. Thì ví dụ như tại Hà Nội và Sài Gòn thì mình sẽ mất khoảng 20 triệu tiền biển số cấp mới lần đầu. Còn đối với các tỉnh thành khác thì từ 1-2 triệu. Phí đăng kiểm và bảo trì đường bộ cho mỗi chiếc xe mới này nó rơi khoảng tầm 5 triệu đồng, cộng với lại nếu bảo hiểm thân vỏ, đó là điều bắt buộc khi anh em mua trả góp, còn nếu mà trả thẳng thì mình không cần điều đó. Nếu phải mua bảo hiểm thân vỏ, anh em sẽ mất khoảng tầm 1,5% giá trị xe nữa. Như vậy là nếu mà để cộng lại nhá, thì tôi báo ngắn gọn thôi, tại Hà Nội mình lăn bánh sẽ là 1 tỷ 118 triệu. 1 tỷ 118 triệu là anh em mình sẽ lăn bánh tại Hà Nội trong trường hợp mà chưa có bảo hiểm thân vỏ xe. Còn nếu anh em mình ở tỉnh thì dĩ nhiên là con số sẽ rẻ hơn, 1 tỷ 088 triệu là mình đã có thể lăn bánh được chiếc xe này rồi. Thực sự mức giá rất hợp lý, và đây là một chiếc xe vẫn đáp ứng rất tốt cái nhu cầu sử dụng của gia đình mình luôn. Nó là một bản tiêu chuẩn thôi, và dĩ nhiên là bản tiêu chuẩn thì nó sẽ bị cắt bớt các option, nó không thể nào so với các phiên bản đặc biệt, nó không thể nào so với phiên bản Premium cao cấp được. Mình sẽ bị cắt bớt đi một số các tính năng, một số các trang bị. Ví dụ như điển hình nhất sẽ là xe chỉ được trang bị hệ dẫn động cầu trước thay vì hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian hatchback như trên hai phiên bản cao hơn. Rồi là la răng bé hơn này, cụm đèn mặt ca lăng cũng xấu hơn này, không có cam 360, không có cảnh báo đèn mù trên gương. Đấy là những điểm chúng ta sẽ cắt bớt, không có cả cửa sổ trời nữa. Tuy nhiên thì đối với một chiếc xe nhà Hàn Quốc và có giá khoảng 1 tỷ, anh em mình vẫn được thừa hưởng những thứ tốt nhất ở trong tầm tiền. Ví dụ như khối động cơ Smart Trim 2.5 cực kỳ êm, khá là tiết kiệm. Rồi là một cái thiết kế form dáng rất là đẹp theo phong cách của châu Âu, một cái phần nội thất cực kỳ sang trọng, đặc cấp, thậm chí là có cả cần số dạng nút bấm này, rồi là mình còn có cả loa bâu. Đấy, có 10 loa bâu quanh xe, là những thứ mà không phải chiếc xe nào trong tầm tiền khoảng 1 tỷ, 1 tỷ rưỡi cũng được trang bị đâu. Nhưng mà Santa Fe bản thường này vẫn đáp ứng tốt những cái nhu cầu như thế, anh em hiểu không ạ? Thì mình nói tóm lại nhá, đối với một chiếc xe như thế này, anh em mình sẽ được những gì? Đầu tiên, nó là một phiên bản mới nhất, một chiếc xe gần như tốt nhất ở trong cái tầm tiền tầm giá khoảng 1 tỷ ở thời điểm hiện tại. Nếu anh em mình có số tiền khoảng 1 tỷ để mua xe 7 chỗ mới tinh, anh em mình cũng không có quá nhiều sự lựa chọn đâu, và đây vẫn là sự lựa chọn khả dĩ nhất này. Ngoài chiếc xe máy xăng này ra, anh em có thể lựa chọn máy dầu trang bị tương đương, nhưng mà giá nó sẽ cao hơn khoảng 100 triệu. Bù lại thì mình sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với máy xăng. Đấy, bây giờ tôi đi chi tiết hơn cho anh em xem về chiếc xe này nhá. Tổng thể form dáng kích thước, một chiếc xe 5+2 chỗ hoàn chỉnh, thẳng tưng, tự tin đứng cạnh các mẫu xe như là Sorento, là mẫu xe cùng phân khúc luôn, đối thủ cạnh tranh trực tiếp, hoặc là có thể song phẳng và đứng cạnh các mẫu xe trong phân khúc SUV có tầm tiền tương đương, ví dụ như Fortuner hay là Pajero. Rất nhiều anh em hỏi mình về việc mà lựa chọn Santa Fe hay là mua Fortuner, thì thực sự là nó do cái nhu cầu sử dụng của anh em thôi. Chiếc Santa Fe này nó sẽ phù hợp với anh em khi mình di chuyển ở khu vực đường đô thị hoặc là đường nội đô, đường ven đô, nhưng mà nó sẽ không phù hợp cho những cái chuyến abroad của anh em mình, nên là mình phải cân đối. Đấy, toàn bộ cụm đèn này, đèn full LED hết, rất là đẹp. Mặt ca lăng thì phiên bản tiêu chuẩn mình sẽ có mặt ca lăng nhựa đen như thế này. Anh em hoàn toàn có thể tùy biến cái này hoặc là ốp thêm thay thế giống như trên phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt. Ở bên hông mình sẽ có một bộ la răng nhỏ hơn so với bộ la răng kích thước 19 inch trên hai phiên bản cao. Bộ la răng này thì kích thước chỉ có 18 inch thôi. Gương chỉnh điện, cụm điện này có xi nhan trên gương, nhưng mà anh em mình sẽ không có cam 360 cũng như là không có cảnh báo điểm mù trên gương nhá. Tay nắm cửa mạ chrome, có nút bấm mở cửa thông minh. Đấy. Lui ra phần đuôi này thì mình sẽ có một cái giải đèn full LED này. Đấy, rồi là cảm biến lùi, cảm biến góc này, cam phía sau này, cốp điện này, có đủ cả. Và nếu anh em mình không sử dụng đến hàng ghế thứ ba, mình hoàn toàn có thể gập phẳng như thế này, một cái kiểu gập rất là thông minh, rất đẹp. Nó khác xa so với những mẫu xe Nhật khác nhé. Gập như thế này thì mình sẽ gia tăng thêm cái diện tích chứa đồ cho khoang hành lý.
Đấy. Ngoài ra thì anh em ở đây anh em có thể thấy những cái nút bấm này rất là thông minh. Đấy. Điều chỉnh cửa gió tràng ghế thứ ba này, có sẵn cổng sạc này. Ngoài ra thì những cái nút bấm này sẽ giúp mình dựng ghế và gập ghế của cái hàng ghế thứ hai nó thuận tiện hơn. Đấy. Mình có thể gập thẳng hoàn toàn hết như thế này. Rất rộng. Vẫn đáp ứng tốt cái nhu cầu sử dụng thoải mái của gia đình 7 người nhé, 5 cộng 2. Còn đây, tôi sẽ vào khoang nội thất cho anh em xem luôn này. Đây, nội thất thì hoàn toàn là màu nâu hết. Hàng ghế thứ hai mình có thể trượt ngả được. Và dĩ nhiên là ngồi rất là thoải mái. Đấy. Trần cao thoáng này. Có cổng sạc này, có cửa gió điều hòa này. Nói chung là đủ hết, không thiếu gì cả. Ghế da khá là êm và kiểu ghế da thông gió. Đấy. Mình sẽ lên khoang cabin. Start top khởi động thông minh. Chắc chắn có rồi này. Đấy. Có cả, đây nhá. Chìa mới anh em nhìn này. Mình còn có cả lên xuống kính từ xa này, rồi còn có cả đề nổ từ xa nhá. Đấy. Đối phiên bản tiêu chuẩn thì anh em sẽ đối mặt với những option sau đây. Những cái mình có được, đầu tiên là dàn loa Harman Kardon quanh xe, 10 loa nhá. Đấy, 10 loa Harman Kardon quanh xe này. Rồi tiếp nữa là mình có cái phần vô lăng cầm nắm rất thích, có cả lễ chuyển số. Đấy. Có cần số dạng nút bấm như thế này, rất là thuận tiện và nhìn khá là sang trọng. Có chế độ lái, ở đây thì mình sẽ có tổng cộng là 4 chế độ, anh em có thể nhìn trên màn hình giúp mình nhá. Comfort, Eco, Sport và Smart. Nhưng mà phần đồng hồ phía sau vô lăng nó sẽ không thể điều chỉnh màu được, bởi vì nó là đồng hồ dạng thường, nó không phải là đồng hồ điện tử. Mình sẽ có một màn hình rất là lớn ở đây. Đấy, chức năng giải trí hoàn toàn bằng tiếng Việt hết, chia khu vực. Ở dưới này mình có một gậy tì tay, thiết kế khá là thông minh, nhưng mà tất cả nút này thì vẫn là nút thường, không phải dạng cảm ứng. Đấy. Phanh tay điện tử có auto hold. Rồi, đấy là những thứ mình có, còn lại những thứ mình mất thì anh em vừa nhìn rồi. Mình mất đầu tiên là mất một cái màn hình phía sau vô lăng này, nó không được đẹp bằng so với phiên bản cao cấp. Mình mất đi cửa sổ trời toàn cảnh panorama, mình mất đi những tính năng về an toàn. Đấy, nó sẽ không có cảnh báo điểm mù này, nó không có chế độ phanh tự động này. Đây là những thứ mà mình sẽ bị mất. Hơi tiếc đúng không ạ? Nhưng mà tiền nào của nấy mà, tầm tiền đó thì mình sẽ được hưởng những thứ mà giá trị đồng tiền thực tế nó mang lại thôi, chứ còn mình không thể nào đòi hỏi một thứ gọi là ngon bổ rẻ được. Ngon bổ rẻ không tồn tại. Ngon và hợp lý thì vẫn tồn tại xung quanh chúng ta thôi. Đây là một trong những chiếc xe kiểu như vậy. Mình xin phép nhắc lại nhé. Giá niêm yết 1 tỷ 030 triệu, lăn bánh Hà Nội là 1 tỷ 118, lăn bánh tại tỉnh là 1 tỷ 088. Anh em hoàn toàn có thể hỗ trợ trả góp được, chuẩn bị 300 triệu là mình nhận xe nhá. Đấy. Anh em nào có nhu cầu tìm hiểu về mẫu xe này cũng như là các dòng xe khác của nhà Hyundai thì comment xuống phía dưới hoặc là liên hệ số hotline mình đính kèm trên video. Cảm ơn anh em rất nhiều và chúc em sớm sở hữu một chiếc xe để đi Tết trong mùa Tết âm lịch này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.